Chúng ta đang đến với vòng live stage 2 và 4 đội chia ra thi đấu hai lượt. Lượt đầu tiên ở tập trước chúng ta đã xem được 4 đội của Isaac, Nagif, Hieuthuhai và Eric Đức Phúc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với lượt thi đấu thứ hai cùng với vòng live stage 2. Chúng ta sẽ còn nhóm Quân AP trực thuộc đội Hieuthuhai, nhóm Song Luân và Anh Tú, cũng như bên đây là nhóm của Gin Tuấn Kiệt thuộc đội của Isaac và nhóm của Pháp Kiều chung đội với Negip. Xin cho hỏi không biết là những đội còn lại có xem những đồng đội mình biểu diễn trong vòng trước không ạ? Dạ có, em xem rất kỹ. Xem rất kỹ anh ạ. Anh Tú, anh nghĩ như thế nào về phần trình diễn của những đội bạn lần trước? Dạ thực ra thì tất cả mọi người đều làm rất hay và 4 bài đều là 4 thể loại âm nhạc khác nhau để gửi tới quý vị khán giả. Nhưng mà em nghĩ nữa đó gáy nè. Nhơn rồi, có chữ nhơn rồi. Anh suốt ngày cứ gây hấn hoài à. Đồng đội của em á, lần trước thi em thấy thế nào so với đối thủ? Không phải sĩ đâu, nhưng mà cái bài thi sĩ nó phải xứng đáng là top 1 anh ạ. Nghe thi sĩ thì không sĩ được rồi đúng không? Sĩ được tại vì nó quá xứng đáng đi. À thế à? Dạ. Anh trai Hurricane, anh nghĩ sao về cái bài thi của những đồng đội mình lần trước ạ? Em nghĩ đây là một cái bài nhạc mà nó mang tính replay rất cao. Và performance của 4 anh trai phải gọi là cực kỳ xuất sắc. Em nghĩ là xuất sắc nhất trong 4 đội. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. Anh không biết là anh trai Phạm Đình Thái Ngân có đồng ý với ý kiến của những người vừa rồi không ạ? Gãy lên em ơi, gãy lên em ơi. Cái mà chú giờ làm giỏi nhất đó. Cái làm giỏi nhất là gãy hả? Ừ. Thật sự thì em cũng không biết là mọi người đang nói về vấn đề gì. Ủa? Nhưng mà trong đầu của em thì nãy giờ nó chỉ có Drama is my life. Yeah. Is my life. Và nó dính em từ tuần trước tới tuần này. Em biết sao không? Nhiều khi không khéo khán giả lại không hiểu em nói gì hết chứ. Câu gậy này hơi nhẹ anh ha. Trong đầu của tụi em bây giờ cũng chỉ có hit drama thôi. Giống như là 2, 3 hit drama, hit drama. Hit drama, hit drama. You have me and hello there. 10 điểm. Hay à. Tự tin như vậy là tốt. Ok, còn đội của Pháp Kiều thì sao ạ? Xin hỏi Dương Đố biết là em thấy thế nào về đồng đội của mình? Hình như là mình hơi khiêm tốn thì phải. Thì em thấy team của anh em Nekip, Công Dương, Quang Hùng Master D và anh Nicky là cực kỳ tuyệt vời. Là em thấy các anh nhóm khác ấy, các anh luôn nói là đến đây để lấy top 1. Thì bọn em cũng lấy top 1, nhưng bọn em lấy top 1 trong lòng khán giả. Trời ơi, nhân văn quá. Đây là chiêu bài thao túng tâm lý hả? Thật ra tại sao tôi hỏi như vậy? Tại vì hôm nay sẽ là phần thể hiện của những anh trai trong team còn lại. Để cho chương trình được kịch tính hơn, Trấn Thành ngay bây giờ sẽ công bố team nào hạng nhất tuần qua. Dữ. Biết không hả? Ok. Vì dù gì đi nữa thì trong tuần thứ hai này cũng sẽ chỉ có một đội cao điểm nhất được vào vòng trong an toàn thôi đúng không? Dạ. Cho nên chúng tôi buộc phải cho các bạn biết cái đội nhất của tuần qua để phải phấn đấu. Yeah. Đúng không? Dạ. Ok, dĩ nhiên thế cờ sẽ phải lật ngược lại nếu như những đội còn lại cố gắng hơn. Và tôi báo cho các bạn biết cái điều này mới chấn động. Số phiếu của đội hạng nhì không cách hạng nhất là bao? Có nghĩa là đội hạng nhì nếu như những thành viên còn lại mà làm tốt thì vẫn có thể vượt lên dẫn đầu, đảo ngược tình thế được. Anh nhìn bên tụi em là có ý gì anh? Không, anh xin lỗi em. Dạ. Em ơi, em làm sao vậy? Dạ. Sống đa nghi như vậy không tốt, Michelle à. Anh ơi, đội nào là đội về nhì mà kém thi sĩ có vài phiếu vậy anh? Em ơi, em còn tỉnh táo không Trung. Ủa đúng rồi anh. Em đánh cờ vua riết rồi, em làm sao thế? Trong đánh cờ này em nghĩ không có ai địch lại tụi em rồi. Ok. Thế nhưng, tôi đã nói thế nhưng đội 3 và đội 4 so với đội 1 và đội 2 có một khoảng cách nhẹ nha. Vì vậy cho nên nếu cảm thấy mình nằm trong 3-4 thì đồng đội còn lại phải cố gắng thật nhiều. Sao? Ok. Và tôi xin được công bố đội nhận được nhiều bình chọn nhất từ 400 khán giả của tuần qua là lớp sen. Tôi đề nghị các bạn quay lưng lại. Ok. Tôi sẽ đến ôm vai đội hàng nhất tuần qua. Trời trời. Anh ơi ôm em, anh ơi ôm em một cái đi anh ơi. Yeah. 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 Không phải các bạn. Trời ơi. Thì không nhất thì cũng gì cũng được vậy. Anh ơi, anh là ôm tụi em anh ơi. Trung ơi em cứ ôm đồng đội đi em, ôm Tú đi. Ừ. Anh ơi, anh không đi tôi đâu hả? Em, tôi không ôm em. Chưa, bình tĩnh, bình tĩnh. Xin lỗi tụi em. Tụi em hạng nhất tuần qua. Chúc mừng team Hieuthuhai. Niềm vui và hào hoa xin mừng chúc mừng team Hieuthuhai và Love Sen đã nhận được bình chọn cao nhất. Thì nói chung là cũng thấy xứng đáng nhiều. Anh ơi, sao Tú em cần gì để nói? Anh bảo dùm em top 2 cái. Top 2 không được báo. Yeah. Nếu cảm thấy mình đang nằm ở top 2 thì tôi báo cho các bạn biết là top 2 không kém top 1 là mấy phiếu. Rất là gần. Nếu top 2 mà vươn lên vẫn hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế. Nhưng top 3, top 4 cẩn thận khoảng cách. Bởi vì hơi cách khoảng cách một chút đấy. Cho nên phải run. Anh vẫn nhìn tụi em. Anh vẫn nhìn tụi em. Anh làm như em mắt nhìn em á, Nagif ơi, là chứ nó bị thu hút sao á. Ừ. Em biết phận mình rồi. À vậy hả? À. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm cho lượt thi thứ hai trong tuần này. Xin mời. À, Quân AP thích thi thứ mấy? Em muốn thi đầu luôn anh ạ. Muốn thi đầu luôn anh ạ. Thi đầu luôn à? Máu thế. Đội mình hạng nhất rồi lại thi đầu luôn à? Vâng, em đang thấy là đầu xuôi đuôi lọt rồi này, em đang có đà đúng không? Vâng. Quang Trung thích thứ mấy? Nếu mà Quân AP thi đầu rồi thì em nghĩ tụi em thứ mấy không quan trọng nữa. Tại vì thứ nào thì cũng top 1 thôi. Hình như tuần rồi không phải như vậy. 4 người, xin mời. Và cho tôi biết thứ tư ạ. Quang Trung. Dạ em thứ ba. Dạ em thứ nhất. Em thứ nhất. Yeah. Pháp Kiều số 2. Vậy là Quân AP muốn thi đầu mà lại thi cuối. Đội kia đầu xuôi rồi nên là bên em là đuôi lọt rồi anh ạ. Ok yeah. Nhưng mà báo trước cho Quân AP là dù là đồng đội mình hạng nhất nhưng cũng đừng có ý nha. Chắc chắn. Tại vì đội thứ hai nó bám mình sát lắm. Cho nên là phải chạy nha. Dạ yeah. Ok. Đặt vào đôi vai các bạn hai chữ yêu thương và trách nhiệm. Chúc các bạn may mắn. Chiến thôi. Let's go. Let's go, let's go. Rap của em sẽ là những dây như các bạn theo đuổi. Lúc đó em đã rồi, gọi nhà em đó, cần em hỏi. Đây là một vòng thi mà Ngân cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái. Không phải là những cái động tác này nó đơn giản, mà chỉ là Ngân đã bắt nhịp được với cuộc chơi này. Gin nói anh có mấy cái live feed, cái đó làm sao ta? Live feed tức là 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. À, nó sẽ mấy cái phóng khoáng nó playful hơn đúng không? Yeah. Khi mà mình làm việc đó mình rất là lo, mình không có chu toàn được cho tất cả mọi người á. Tại vì hai bài ít nhất cũng phải có sự đóng góp tới cái bài của team còn lại, mặc dù mình không tham gia. Nhưng mà mình can thiệp nhiều quá thì nó lại là mất đi cái cá tính của anh em trong bài kia, và sợ nhiều khi mọi người không thích mà mọi người không dám nói. Mà hy vọng rằng làm chưa anh em nào cảm thấy gia trưởng quá đến từ Isaac. Mình đang rất là muốn thấy cái tính gia trưởng của anh Isaac nó lòi lòi ra chút xíu á, chứ ảnh không có gia trưởng lắm. Ừ ha, mà cũng đúng thiệt. Cái điệp khúc á, you had me at hello, là mình sẽ có những cái động tác signature cho đó đúng không? Đúng rồi em, 1 and 2 and 3 and 4 kiểu rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nó dễ thương á. Isaac phải đến phòng tập để xem là các anh em tập như thế nào về mặt tinh thần thôi. Chứ thực ra là Isaac nghĩ là các bạn rất là giỏi và các bạn biết các bạn đang làm gì rồi. Chứ còn thật ra tự nhiên khán giả nhìn được thì không biết. Hello mọi người. Trời ơi, sao tới sớm quá vậy? Thực ra là cái này là do mình thôi, mình tới sớm. Tại vì ta cũng muốn là cùng nhau mình bàn được thêm nhiều thứ. Chúc mừng tập vui nhá, anh đi về. Bây giờ là phải cần anh Sái để thay Ngân. Ủa Ngân đi đâu? Anh Ngân đi Nhật diễn rồi, bọn em rồi. Thấy Ngân lúc đấy lại đi sang Nhật, kiếm thêm, làm này làm kia. Tới 4-5 ngày rồi mới quay trở về Việt Nam. Cuộc sống mà, mình cũng phải đi kiếm sống. Mình phải cắt cái câu solo của Ngân đi. Đúng vậy, cắt hết. Không có thể nào mà cắt live hát của Ngân được. Em là cái người duy nhất đi họp trong cái nhóm hát elo của em luôn đấy. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Concept ban đầu là nói là phiền gia đúng không? Thì mọi người vẫn ok cái ID đó. Dạ đúng rồi, nhưng mà tụi em chỉ muốn biến là cái hành tinh đó sẽ thành hành tinh mèo. Dạ dễ thương nha. Cái này ok nè. Việt trong bài là mấy đứa sẽ có thêm mấy cái âm thanh của mèo lắm. Dạ có, ví dụ em cho thêm tí vào cuối thôi. Ok, hay không ấy, dễ thương đó nha. Mấy cái đó dễ viral lắm á. Dạ, ví dụ mình kêu gọi voting. Này các em, hãy vote đi. Mèo 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 mèo. Dễ thương nha. Ok á. Được. Muốn trong bài này anh em nhảy với dây. Wow. Nhảy dây không phải là nhảy giày hay là thực ra một trong những cái điều mà Isaac ít can thiệp như bài You Had Me At Hello á, là bởi vì Isaac có quan sát nha, từ xa thôi, cảm thấy là anh em có được một cái sự thống nhất rất là nhiều. Anh em bắt đầu tập điệp khúc trước nhá. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ui dồi ôi. Anh Lê Vinh biên đạo mọi người ạ, không bao giờ để cho các bạn nghỉ chân và cũng ít khi nghỉ tay lắm. Sau rồi tiếp mình sẽ có tà 6 là mình bước về cái gì rồi. Về Thái Ngân tập thì Thái Ngân đang order nước cho mọi người. Ok. Trong nhóm Don Khe ngày xưa có giỡn nói ảnh là cô bảo mẫu Isaac, nghĩa là anh em cần ăn cái gì, cần uống cái gì là lúc nào cũng có sẵn hết. Đó là một cái điều mà Gin rất trân quý ở anh Sái. Khen anh là một người chu đáo hay gì nó thừa quá. Tập tay nhá. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 6. Chân trái hay chân cuối? À chân trái chân cuối. Xoay ngang luôn hay là xoay 45 độ? Xoay chéo 45 độ. Move của anh Lu rất đẹp. Nhưng mà anh ấy để ý đến từng cái thần thái trên mặt anh ấy lúc nào cũng thực sự rất là căng thẳng luôn. Thời gian quá gấp rút rồi, cho nên mọi người hãy hiểu cho tinh thần của một chương trình thực tế. Bao giờ mọi người tay phải thì em bỏ ra anh ạ. Ok. Tay phải em chưa công lại được hả? Chưa linh hoạt được thôi. Tuy là bị hạn chế về cái chấn thương tay, nhưng mà Đu rất là tích cực. Những cái động tác nhảy cũng cố gắng để mà làm theo cho đồng đều. Với lại anh em cố dùng cái đầu với cái chân, một cái tay còn lại để cống hiến hết mình, cùng với anh em có một cái kết quả tốt nhất. Lúc đó sàn hơi trơn, cho nên là khi mà mình nhảy thì có những cái động tác chạy đội hình rất là nhiều, mình trượt nó cũng sẽ vướng dây. Sau đây anh chạm chân vào dây hay là chạm mặt? Chạm chân vào dây. Nhảy dây ở trong phòng tập thì dễ, mình ngang tạch tạch hai cái là mình nhảy vô nhịp rồi. Nhưng mà trên sân khấu rất là nhiều thứ, nào là nhạc, rồi in-ear, headset, ánh sáng nữa. Mình không thể nào mình kiểm soát được cái chuyện dây vừa đáp xuống là mình phải nhảy vào liền. Tại vì chỉ cần một nhịp trễ thôi là Lưu Hoàng có thể kéo theo 3 thành viên còn lại, xảy ra một cái lỗi lầm mà không đáng có. Diễn không thể anh nhảy dây đi. Anh em tập lại phát nhỉ? Anh nhớ chạy lên. chạy là chạy hẳn luôn, hoặc là chạy chéo hai bên, đừng có chạy nửa chừng dừng lại nhá. Ok, Ngân chỉ muốn nói là mình sẽ cố gắng hết sức, đặc biệt là các anh em, công sức của mình chắc chắn sẽ được đền đáp. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể làm được một cái cục mốc gì đấy ở vòng 2 này. Team Isaac. Và đây là Team Isaac. Hello, hello. Yeah. Hello. Wow. Và thưa các bạn, đội của đội trưởng Isaac được chia ra làm hai nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên chúng ta có Lưu Hoàng Hải Đăng, Dư Phạm Đình Thái Ngân và Gin Tuấn Kiệt. Chúng ta hãy gọi đội này là đội phi hành gia màu hường. Và phía bên tay phải của Trấn Thành đây là những anh trai Men in Black: Đỗ Phú Quý, Anh Tú Voi, Isaac và Win. Thật sự là không biết quý vị khán giả nhà đang xem đến giai đoạn này là lúc mấy giờ, nhưng mà ở trường quay thì đây đã là cuối ngày rồi, nhưng mà các bạn khán giả vẫn đang rất là nóng. Đó là một cái điều gì đó mình cảm thấy là các anh trai đầy sức hút, tiếp thêm nhiều năng lượng lắm. Cho hỏi anh trai Isaac là vì sao mình có cái phân chia hai bên này ạ? Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên cho team Hit Drama và You Had Me At Hello xin chào tất cả mọi người ạ. Cái lý do mà nó có hai cái màu sắc đối lập như vậy là bởi vì số phận. Số phận? Dạ. Màu này là màu gì và màu này là màu gì? Màu này là màu đen và màu đó là màu hồng ạ. Ai cũng thấy ạ. Blackpink ạ. Blackpink. Thì cái concept tụi em chọn là nó dựa trên bài hát, và team tụi em sẽ là một cái bài hát nó rất là dot về rất là nhiều những vết thương mà tất cả chúng ta trong cuộc sống đều vấp phải. Ai cũng có vết thương đúng không? Ai cũng có vết thương. Thì tên bài hát là Hit Drama. Bởi vì em nghĩ là ai trong cuộc sống cũng đã từng gặp phải drama rồi, không chỉ là trên mạng mà trong cuộc sống mỗi người. Và sau khi mình có vết thương xong chữa lành thì lại màu hồng qua bên đây. Đúng rồi. Bên đây là những chàng trai đang hạnh phúc hay sao mà được vô nhóm hồng? Dạ thật ra tụi em kiểu là những phi hành gia đi lạc, cho nên tụi em chọn cái màu hồng này để mọi người có thấy tụi em đi lạc thì đem về giùm. Kéo về giùm. Đúng rồi. Cái màu sáng để dễ kéo thôi đúng không? Mọi người thấy bốn anh bên đây có muốn đem về nuôi không ạ? Trừ anh này ra, anh này có vợ rồi. Ok, bây giờ trước tiên sẽ mời đội phi hành gia vào trong nghỉ ngơi xíu. Chúng ta sẽ đến với đội này trước. Cố lên bro. Cố lên. Và bây giờ Cố lên. Tất cả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hit Drama. Thưa quý thì Hit Drama là một cái ca khúc mà ngay từ cái lần nghe demo đầu tiên thấy chứ cái tên là mình muốn hit rồi. Đây là một cái chủ đề cực kỳ nóng, nhức nhối của xã hội. Thì Isaac và Win thì lại hơi lấn cấn cái bài này. 990 ạ. Isaac sợ lửa lắm mọi người. Isaac là ca sĩ đổ mồ hôi nhiều nhất ở showbiz. Thì không biết trời xứ đất khiến chuyện gì mà tự nhiên anh em lại đấu giáo rất là nhiệt tình. Nhưng mà cũng nghĩ là thôi đấu tới mức đó là xong nhã. Nhưng mà không ngờ là mình giàu như vậy. So ok, anh đó nếu mà chờ thì hợp lý, chứ còn bây giờ nếu mà đã lắng xuống rồi. Tú thực sự không muốn một cái drop nó quá là căng, nó bị cũ rồi. Tại vì phải có drop bài này mà không có drop là nó gãy nha. Đừng gãy phần biểu diễn á. Đúng, có nốt, đúng cái nốt đấy luôn. Lúc đầu thì cứ tưởng làm mọi thứ rất là dễ lắm, nhưng mà khi tập luyện rất là nhiều drama. Tú có nhắn là tại vì bài mình đang thiếu một câu key á. Hit drama một hơi là key rồi hả? Ừ, hit drama một hơi là siêu key rồi không phải là câu key đấy mà là nhạc cụ ấy. Thì ấy là một cái drop đúng không? Nghĩ là trống anh ơi. Key của bài này nhạc cụ là trống á. Bài này mà cinematic thì có ok không anh Ti? Đang cine lắm rồi. Cái quan trọng là Tú muốn là khi mà mình làm một cái sản phẩm ra ấy, người ta có thể replay nhiều lần. Mình quan sát được một cái tính cách rất là độc đáo của anh Tú. Tú là người quậy ngầm đó mọi người. Ảnh góp ý nhiều mà kiểu như là ảnh rất là nhiệt huyết máu lửa. Nó dồn nhất là nó dồn vô cái điệp khúc cuối này. Đúng rồi. Lên luôn. Nó đang kia là drama is my life, nhưng mà nó nhẹ quá. Nếu mà đường đang refer theo cái hướng kiểu nó phải dồn lên. Anh em vẫn lắng nghe nhau, vẫn chia sẻ cho nhau, kết lại những cái ý kiến hợp lý. Cái đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất vui. Mình chỉ sợ là nhiều người nghệ sĩ có cái tôi cao quá ấy, và họ không lắng nghe thì lúc đấy mới sợ. Bên chương trình có gửi cho mình 4 cái ref về lửa, là lửa dày, lửa bao tay, một cái lửa dù giống như là cái tròn, một cái dù lửa, và một cái là cái kiếm lửa. Anh muốn là lửa giống như nó sẽ là lửa từ bên trong mình bùng ra. Chỉ có 2 cái lửa đang ok là lửa dày, lửa bao tay. Em một vote cho bao tay lửa, tại vì là khi mà mình nhảy những cái dáng rộng á, lúc đó nó bay cái mặt của mình này, khi mà lên hình nó sẽ rất là đẹp. Em tính múa lửa giống Lê Dương Bảo Lâm. Ê, em chơi thân với Lâm đúng không? Đúng rồi. Em nhờ Lâm đi. Lâm chỉ cần từ dưới nguyên nắm mình hụp xuống, Lâm từ dưới lên rồi đi vô múa thế thôi đấy à? Xong rồi người ta chạy hết thôi. Tay lửa ấy, nó chỉ cần một cái khoảnh khắc, một kiểu một tiếng thở hoặc một tiếng sụp ra, như kiểu mình có phép thuật mình bùng lên phát, xong sau đó chuỗi drama nó cháy là mọi người nhảy trên đấy thôi. Còn đâu cái phần tay là mọi người đừng quá focus vào nó sẽ hơi làm mọi người phân tâm ấy. Em thì lại nghĩ là không phân tâm đâu, cái lúc đấy là bị chiến rồi. Cho nên là nếu mà mình đã xác định là bao tay lửa thì mình cũng phải biết là nó cháy trong bao lâu. Nếu nó cháy lâu á, thì cái động tác nhảy của mình bắt buộc nó phải là động tác rộng. Tại vì nếu mà động tác gần thì nó sẽ cháy đồ hay là cháy tóc. Anh ông Win chơi thế này này, uống này cho xem không cháy luôn. Mặt Win nó sợ kìa, mặt Win máu. Em nói rõ quan điểm của mình lên, em có sợ không? Dạ có, dạ có. Cái hôm họp online thì mình cũng định là mỗi người sẽ một cái story, khả năng muốn nó tạo hình một cái như là một người vừa bị một cái sự tấn công nào đó về mặt cảm xúc. Thay vì người khác sẽ giúp đỡ mình thì người ta sẽ chụp hình, chỉ chụp hình để drama chuyện đó lên. Win đưa một cái idea hay là Win nói đi. Như mình chia sẻ, mình cũng lớn lên là một đứa trẻ mập, cũng bị chọc ghẹo và body shaming rất nhiều từ nhỏ. Ai cũng có một vết thương. Để bọn mình cùng nhau gom lại những người mà đã có vết thương từ drama, mình đứng lên để mình chống lại cái chuyện này. Xong là mình cũng xài cái hình ảnh lửa như là kiểu để đốt hết tất cả những cái thứ đó đi. Win sẽ là cái người đem cái ngọn lửa đến cho tụi mình. Win sẽ không mặt không xước xác gì đúng không? Tùy Win, một là Win không xước xác, mà hai là cái sự xước xác của Win phải thể hiện ở một cái chỗ nó giống như là ai cũng đã từng bị cái đó rồi. Chơi với lửa thì cái sự sắp xếp về thời gian tất cả mọi thứ để làm sao cái lửa nó bùng lên trên sân khấu mà anh em không bị phỏng á, là một trong những cái điều rất là khó khăn, mà đó là cái điều Isaac lo lắng nhất. Thì Quý có thấy anh Tú Voi loay hoay và hoảng cái lúc mà lửa đã bị quá nhiều ở trên cái cánh tay rồi, và thấy anh bắt đầu anh hoảng, anh lột ra, Quý bị sợ tâm lý liền. Ui, mình sốc, mình choáng. Mình biết là mình bỏng rồi, mình cố nhảy tiếp để cho không bị gián đoạn mọi người, và mình không muốn gây ảnh hưởng mọi người, là mình phải ngay lập tức mình tháo ra mình quăng đi luôn. Em để vậy là lửa dưới nó sẽ cháy lên đây. Vâng. Ăn gian như vậy là để cái lửa nó không có chạm cho đâu hết. Đúng, ăn gian như vậy đi, hay nóng quá là phải tắt tay ra liền. Ok, hiểu không? Mình phải nương theo lửa, chứ lửa không có theo mình. Cho nên là bình tĩnh, thả lỏng, từ từ, không có gì phải hoảng sợ hết. Càng hoảng là mình càng bị thiêu đốt, mình càng bị nóng bỏng. Nói chung là mình phải control được cái ngọn lửa lúc đấy. Nhưng mà nếu mà không control được thì mình đeo bao tay thôi. Khuyên cho nha, ok. Tương tác với lửa trên sân khấu mình không thấy sợ, nhưng mà mình thấy rất là đã luôn. Có lửa trên tay mình cảm thấy mình được truyền một cái động lực rất lớn á, mình như bị điên trên sân khấu vậy á, không biết nói sao nữa. Nhưng mà từ cái lúc có lửa lên là mình cảm giác cái năng lượng của anh em ở trên sân khấu nó cũng khác đi, và mọi người rất là hừng hực. Chưa bao giờ Isaac xuống ký nhiều như vậy. Isaac bất ăn bất ngủ và tuột gần như là hơn 5 ký. Quý tin là hit drama sẽ là hit nha. Hit drama. Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.